Xin chào các bạn. Với bài học hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách đặt thông số khá là thú vị, đấy là thông số yes no, tức là các bạn có hoặc không, ẩn hiện kiểu như vậy. Thì như kiểu đầu bài mình đã giới thiệu các bạn cái family tủ này, tức là cái gờ đá này có nhiều gia đình người ta sẽ đặt nó ốp vào tường, có nhiều gia đình họ không thích ốp, thì liệu mình có thể dựng một cái family mà có thể ẩn hiện cái này được không? Thì mình chắc chắn là có và cách đặt nó cũng không quá khó đâu. Bây giờ ta sẽ làm điều đấy. Các bạn chọn vào family của cái gờ tường này. Các bạn chú ý ở phần property này, đấy là cái phần graphic visible, tức cái phần hiển thị đối tượng. Thì ở phần này các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ có cái nút phía bên phải này, đấy là phần associate family parameter, tức là các bạn có thể gắn thông số cho cái ẩn hiện này. Các bạn kích vào đấy thì nó cũng sổ ra cho các bạn cái bảng lệnh và các bạn có thể gắn thông số parameter cho vấn đề ẩn hiện này. Các bạn kích vào. Thì đầu tiên cũng như thế thôi, các bạn có thể đặt cái thông số. Đây là mình sẽ đặt là chiết on. Thì các bạn sẽ thấy rằng cái lệnh này nó sẽ là cái loại của thông số này, đấy chính là yes no ở đây. Thì các bạn muốn ẩn hiện cái này hay không thì khi mà nó yes thì nó sẽ là hiện lên, và nó no thì nó sẽ bỏ, tự động bỏ dấu tích này cho các bạn. Các bạn chú ý chọn instance và bảng lệnh như thế nào là đủ rồi. Các bạn ok. Các bạn ok. Bây giờ mình sẽ vào cái phần property này, các bạn sẽ kiểm tra thông số đấy có đúng không. Ở đây các bạn sẽ thấy cái phần other này nó sẽ có thông số yes no mình vừa đặt ở đây. Thì thông số này có ý nghĩa rất là quan trọng khi các bạn load vào family. Các bạn có thể sử dụng cái thông số này để làm ẩn hiện cái g bám vào tường này. Thì lúc đấy family của các bạn thực sự rất là linh hoạt và sẽ sử dụng cho rất là nhiều trường hợp nếu các bạn xây dựng family một cách tinh tế.